Hello, chào các bạn. Mình cá với các bạn là 99% các bạn không biết cái tủ này là tủ gì. Tới đây để mình chỉ cho. Đây là cái tủ sạc điện thoại di động công cộng. Nó gồm 1, 2, 3, 4, 8 cái ô. Khi điện thoại chúng ta hết pin, chúng ta dở ra. Trong đây nó có 3 cái dây sạc tương ứng với lại iPhone, rồi Android này nọ. Chúng ta cắm vào là nó đổi qua đèn đỏ, là nó báo sạc. Chúng ta để đây. Để cho an toàn á, chúng ta bấm 4 số, ví dụ 1, 2, 3, 4. Chúng ta enter cái là nó lóc lại. Nhớ đừng cho người ta biết cái số này nha. Mình đi chỗ khác, nó mở ra, ta lấy mục tiêu á. Rồi chúng ta để thời gian chừng nửa tiếng, tiếng gì đó, ta quay lại. Và chúng ta lấy điện thoại. Chúng ta bấm lại 4 số. 1, 2, 3, 4. Chúng ta enter và chúng ta lấy điện thoại ra. Thì cái đèn nó sẽ trả ra màu xanh. Và điện thoại pin đã đầy. Đó. Chắc chắn các bạn luôn, cái tủ này rất là hiếm. Bạn nào cần thì có thể kiếm, mua, sử dụng. Đặc biệt cho những bạn mà mở quán cà phê, hoặc là quán ăn. Rồi, cảm ơn các bạn.